Đây, phải nói rằng là một chiếc thuyền tồi tệ nhất lịch sử. Và tôi vừa mới đóng nó các bạn ơi, chính tay tôi vừa mới đóng chiếc thuyền này. Và như các bạn có thể nhìn thấy rằng nó chỉ là những tấm ván gỗ được ghép vào với nhau. Và nó có một cái toilet các bạn ơi. Oh my god. Và chúng ta có thể di chuyển. Khi mà tôi bị say sóng hay là tôi kiểu khó chịu quá thì tôi có thể ị ngay tại chỗ được không? Chúng ta hãy thực hiện một số những cái pha lật ngược ở đây. Shit. Oh my god. Được rồi các bạn ơi, nó thực sự tệ. Nó khá là tệ đấy. Nên là chúng ta hãy di chuyển đến chiếc máy nâng cấp mà chúng ta đã từng nâng cấp rất nhiều chiếc xe. Chúng ta đã từng nâng cấp xe máy, chúng ta đã từng nâng cấp siêu xe các bạn ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp những chiếc thuyền bình thường thành những chiếc siêu du thuyền các bạn ơi. Yes, let's do it. Nâng cấp đi nào, go. Oh my god. Uầy, đây có phải là một chiếc bè cứu sinh không các bạn ơi? Trông, ui đây chắc chắn là một chiếc bè cứu sinh rồi. Và chúng ta có thể chứa đựng được 10 người trên chiếc bè này các bạn ơi. Cũng khá yếu, ốm yếu đấy. Được rồi, đây là nội thất các bạn ơi. Tôi không có gì cả, thậm chí là không có cả cần điều khiển. Ok, chúng ta có thể làm được gì với chiếc bè đây không? Ui, có thể di chuyển các bạn ơi. Nhưng mà không thể xoay được, tôi không thể xoay trái hay xoay phải các bạn ơi. Rất khó, chỉ có thể đi thẳng thôi. God, hạn chế thế nhờ. Được rồi, tôi có thể bắn chim trên chiếc bè này không? Oh wow, tôi đã bắn được một con chim rồi. Oh my god, chiếc bè này đáng lẽ nó sinh ra không phải để cứu sinh mà nó để bắn chim. Được rồi, chúng ta phải nâng cấp các bạn ơi. Chúng ta cần tìm phiên bản thần thánh của chiếc thuyền. Đấy rồi, let's go. Oh my god, đây như một chiếc cano các bạn ơi. Ui, một chiếc cano hình quả chuối. Wow, quá là hài hước. Được rồi, ui, tốc độ cực kỳ cao nhá, không đùa đâu. Ui, tại sao nhiều cá mập thế này? Ui, nó đang đuổi theo tôi à? Ê, mày dám đuổi theo tao sao? Tại sao mày có thể sống ở dưới biển? Biển này của tao rồi. Ui, được rồi, tôi tiễn nó về đáy sông rồi các bạn ơi. Tiễn nó về đáy biển rồi. Quá tuyệt vời, được rồi, chiếc cano này chạy nhanh cực kỳ luôn. Và liệu rằng nó có thể vượt qua đường dốc bên kia không? Chúng ta hãy thử nào. Let's go. Go. Quá ly gì luôn. Oh my god. Chúng ta thậm chí có thể bay lên các bạn ơi. Quá là nhanh luôn, quá nguy hiểm luôn. Ok, rơi xuống một cái là coi như là rơi xuống đáy luôn. Trời ơi. Oh my god, được rồi. Thú vị phết đấy. Ui, thậm chí là tôi chưa nhìn thấy ai có một chiếc cano mà nó đẹp như thế này. Đây này, các bạn hãy nhìn này, sao lại có một anh chàng đi tắm biển mà lại rửa tay thế này? Mày tắm biển đi, sao lại rửa tay? Đi tắm biển mà rửa tay. Mày, ê, mày ơi, nhìn thấy tao có chiếc cano đẹp chưa này? Cano của tao đẹp không? Oh my god, nó không khen cano của tôi đẹp các bạn ơi. Và tôi lỡ bắn vào chân nó rồi. Oh my god, được rồi, các bạn ơi, chúng ta cần phải nâng cấp. Chúng ta cần tìm phiên bản siêu du thuyền ở đây. Ngay bây giờ, ngày hôm nay, hãy di chuyển đến chiếc máy nâng cấp đi nào. Đây rồi, let's go. Ui, cái gì đây các bạn ơi? Một chiếc thuyền nhà. Tôi chưa nhìn thấy chiếc thuyền nào mà trông như giống như một ngôi nhà như đây. Không phải. Ui, nó thực sự là một chiếc thuyền nhà đấy các bạn ơi. Một ngôi nhà đang trôi nổi. Chúng ta có thể tăng tốc không? Chúng ta có thể vượt qua đường dốc không? Tôi thậm chí không nhìn thấy đường các bạn ơi. Lên. Ui trời ơi, trượt rồi. Trượt rồi, không trúng rồi. Được rồi các bạn ơi, ngôi nhà phế vật này. Ngôi nhà này có đáng nguyền rủa không? Nó thật sự tôi không nhìn thấy đường đấy. Ok, được rồi, chúng ta hãy trở lại máy nâng cấp các bạn ơi. Tôi không thể lái chiếc thuyền này đâu, tôi không thể nhìn thấy đường. Mặc dù nó cũng khá thú vị đấy, chưa có ai có chiếc thuyền nào như này đâu. Lên. Oh my god. Wow. Đây là một chiếc xe bán tải các bạn ơi, nhưng mà nó lại có thể chạy dưới nước. Uầy, tuyệt vời. Chúng ta có thể hoàn toàn chạy trên bờ và chúng ta có thể chạy dưới nước được luôn. Quá là di động. Được rồi, uầy. Đây này, trời ơi, có cả laser. Nó bắn ra laser các bạn ơi, nhưng mà nó đang dưới nước. Tôi nghĩ là nó không thể bắn được. Nhưng mà liệu chúng ta có thể vượt qua cái đường dốc khổng lồ này không? Let's go. Oh my god. Hoàn toàn có thể vượt qua các bạn ơi. Thậm chí là chúng ta có thể thực hiện một cú 360. Wow. Quá đỉnh cao luôn. Ui. Bay luôn chứ không phải là bơi nữa. Ui, quá tuyệt vời luôn. Chúng ta có thể lao lên. Ui trời ơi, bay lên bờ luôn. Quá đỉnh cao luôn. Oh my god. Ê, chúng mày ơi, tại sao chúng mày, những kẻ thua cuộc, những kẻ lười biếng này, mấy giờ rồi còn nằm đây tắm biển à? Dậy đi làm đi. Dậy đi ông cháu ơi, đi làm đi. Mấy giờ rồi? Chiếc xe này thú vị quá các bạn ơi. Ui, tôi bắn ra những cái laser, nó phải gọi là cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Nhưng mà không biết nó có gây sát thương không. Ê, mày ơi, đây đâu ấy. Ok, tuyệt vời, được rồi. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải nâng cấp thôi các bạn ơi. Chiếc xe này khá thú vị đấy, khá nhanh đấy. Ui, tốc độ phải nói là cực kỳ cao các bạn ơi. Ui, chúng ta có thể lật ngược không?
hãy... Ui không thể các bạn ơi, mặc dù cái tốc độ nó khá nhanh nhưng mà nó cũng khá nặng nên là chúng ta không thể lật được. Chúng ta hãy quay trở lại chiếc máy nâng cấp và tìm kiếm phiên bản tốt hơn, như cái phiên bản siêu du thuyền ngay bây giờ nào, let's go. Đây rồi, nâng cấp. Oh, oh my god. Ôi, đây trông giống như một chiếc tàu lượn các bạn ơi. Ui, nó thậm chí có cánh quạt đằng sau. Ui, tôi nghĩ tốc độ nó phải nhanh lắm đấy, không đùa đâu. Chúng ta có ghế lái các bạn ơi, động cơ rất hầm hố. Let's go, chúng ta có thể vượt qua đường dốc không? Tôi nghĩ là với cái chiếc thuyền này thì chắc chắn là chúng ta có thể vượt qua cái đường dốc đấy rồi. Đường dốc đấy không là gì hiểu không? Let's go. Oh my god. Nó thực sự yếu các bạn ơi, không hiểu sao nó không thể vượt qua cái đường dốc này. Có lẽ là cái phần đáy của nó quá là dẹt các bạn ơi, nó quá là phẳng đi nên là nó không thể nào mà lên được. Những cái thuyền mà nó phẳng như thế này thì chắc chắn nó không thể vượt qua cái đường dốc đấy các bạn ơi. Nhưng ui, chúng ta có thể bắn ra những cái vòi nước. Oh my god, oh my god. Ui, tôi đang thực sự bắn ra những cái vòi nước các bạn ơi. Ui, đẹp phết. Ui, chúng ta có thể gây sát thương, chúng ta có thể bắn người với cái vòi nước này không? Không biết có thể bắn người không các bạn ơi, nhưng mà chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng nước cực kỳ đẹp ở đây. Oh my god, khá ốm yếu đấy. Tiếp tục bắn ra đi. Oh wow, wow, ui, đẹp phết. Được rồi, chúng ta hãy quay trở lại máy nâng cấp và tiếp tục nâng cấp thôi nào. Let's go. Ui, oh my god. Đây là một chiếc thuyền của một ông lão đánh cá các bạn ơi. Nó thực sự là thuyền của một ông lão đánh cá. Ui, tôi không nghĩ đây là một chiếc thuyền của ông lão đánh cá đâu các bạn ơi. Nó có động cơ hầm hố như thế này cơ mà. Ui, ông Po Titan các thứ. Hãy thử nào. Ui, tốc độ nhanh nha. Tốc độ phải nói là cực kỳ nhanh đấy. Và để xem là nó có thể vượt qua đường dốc. Ui trời ơi, tôi trượt ra ngoài rồi. Trượt khỏi đường dốc rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, chúng ta ui tăng tốc cực kỳ nhanh. Tôi thậm chí có thể đi lùi được. Lên, tăng tốc lên. Lên nào, let's do it. Lên. Ui, 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 bay luôn. Nó có thể bay các bạn ơi. Ui, wow. Nó không những, ui trời ơi. Ui trời ơi, bay. Nó lướt, nó bay trên mặt nước luôn. Ui, phê quá. Ui trời ơi, hình như tôi nhìn thấy một cái xoáy nước các bạn ơi. Tôi nhìn thấy một cái lốc xoáy. Chúng ta hãy quay trở lại đi nào. Liệu chúng ta điều khiển chiếc thuyền này vào cái lốc xoáy này thì nó có nuốt chửng chúng ta không? Hãy lái thuyền vào đi nào. Oh my god. Ok. Ui, nó đang đảo tôi các bạn ơi. Nó đang giang tôi như là giang lạc ấy. Oh my god, nuốt xuống đi. Oh wow, oh wow, đang say sinh tố các bạn ơi. Nó thực sự đang say sinh tố tôi rồi. Tôi thực sự say sóng với điều này các bạn ơi. Oh my god, nó thực sự không thể nuốt chúng ta các bạn ơi. Nó chỉ là một cái lốc xoáy bình thường thôi. Chúng ta hãy lấy đà và thực hiện một số những cái pha bay ở đây các bạn ơi. Liệu chúng ta có thể bay lên trời không? Oh, nó thực sự bay lên. Oh wow, trời ơi, đây không phải là một chiếc thuyền, đây là một máy bay các bạn ơi. Quá đỉnh cao. Oh my god. Ui, sướng thực sự. Nó có thể bay các bạn ơi. Được rồi, nhưng mà đây không phải là chiếc thuyền tốt nhất. Hãy tiếp tục nâng cấp đi nào. Let's go. Oh, oh my god. Một chiếc du thuyền các bạn ơi. Oh, tuyệt vời. Ok, chúng ta có một cái vị trí để có thể điều khiển chiếc du thuyền đấy các bạn ơi. Và bên cạnh đó chúng ta có một số những cái bàn để chúng ta có thể uống nước. Và bên này là một cái tivi à. Được rồi, quá tuyệt vời. Hãy xuống bên dưới nào. Chiếc du thuyền này khá to đấy. Hãy đi vào bên trong. Lại tiếp tục là có tivi và cái một số những cái bàn ghế để chúng ta có thể ngồi chill các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Hãy đi lên nào. Chúng ta hãy trải nghiệm chiếc du thuyền đây nào. Xem tốc độ của nó có cao không. Nó có thể vượt qua đường dốc khổng lồ hay không. Lên. Đâu. God. Nó không thể vượt qua các bạn ơi, bởi vì nó khá là nặng nề. Được rồi, chúng ta hãy chạy. Ui, ui, nó đang bay. Ui, oh my god. Wow, really. Trời ơi. Ui, tôi thực sự đang bay các bạn ơi. Harry Potter à. Oh my god, tuyệt vời. Chiếc du thuyền không chỉ đi trên mặt nước mà nó lại còn có thể bay như này. Quá tuyệt vời luôn. Ui, tốc độ khá cao đấy. Trời ơi. Ok, cũng không quá đặc biệt trên chiếc du thuyền này các bạn ơi. Tôi nghĩ là chúng ta phải nâng cấp thôi. Mặc dù nó có thể bay và nó có thể ăn chơi sung sướng trên này, nhưng mà chúng ta vẫn cần một chiếc siêu du thuyền. Chiếc thuyền chúa các bạn ơi. Nên là chúng ta hãy tiếp tục nâng cấp. Oh, oh my god. Ui, đây trông như một con rơi các bạn ơi. Trông như một phi thuyền. Đây là một chiếc siêu phi thuyền à. Oh my god. Ui, nó thực sự nhảy các bạn ơi. Nó có một cái chức năng mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay từ đầu là nó có thể nhảy như thế này. Bất cứ khi nào mà nó rơi xuống nước thì nó sẽ nhảy lên. Oh, đây là bên trong bảng điều khiển các bạn ơi. Wow, đỉnh cao phết. Và chúng ta có thể bay. Wow, chắc chắn rồi.
bởi vì nó là một chiếc phi thuyền các bạn ơi. Wow, ok, quá tuyệt vời luôn, trông cực kỳ hầm hố các bạn ơi, trông ui, nó có thể bắn ra laser xanh. Wow, tôi có thể bắn chim với chiếc phi thuyền này không? Hãy thử bắn đi nào, hãy thử bắn chim đi. Oh my god, quá ngầu luôn. Nhưng mà đáng tiếc là khi mà tôi bắn ra thì không có một con chim nào đến hướng đạn cả các bạn ơi. Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục nâng cấp đi nào. Tôi nghĩ đây chưa phải là phiên bản tốt nhất. Hãy tiếp tục nâng cấp. Đấy rồi, lên. What the hell? Wow. Đây giống như một con thuyền của cướp biển các bạn ơi. Trông như một con thuyền của người Hà Lan. Oh my god, tôi là cướp biển đây. Đây này, các bạn có thể nhìn thấy rằng tôi đang cầm cái vô lăng của chiếc thuyền các bạn ơi. Tôi chỉ thò tay vào bên trong thôi, không hiểu để làm gì luôn nào mày cạt. Thò vào chơi thôi hả? Ok, chúng ta có cả pháo đây này. Trời ơi, chúng ta là cướp biển vùng Los Santos. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu đi cướp biển đi nào. Oh my god. Ok, 360 với chiếc thuyền này các bạn ơi, bởi vì nó quá nặng nề. Tốc độ có nhanh không nào? Chúng ta hãy test tốc độ nào. Ui, wow, nó lại có thể bay rồi. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Hôm nay rất nhiều chiếc thuyền có thể bay. Những chiếc thuyền đáng lẽ là nó chỉ bơi trên mặt nước mà nó, bây giờ nó có thể bay luôn rồi. Trời ơi, hạ cánh một cái là coi như là chạm đáy luôn, chạm đáy xã hội luôn. Oh god, được đấy. Nhưng mà tôi vẫn chưa đồng ý với cái phiên bản này các bạn ơi. Chúng ta vẫn có thể nâng cấp chứ. Chúng ta có thể nâng cấp lên một cái phiên bản nó tốt hơn như thế này nhiều. Tôi cần phải có một phiên bản tốt hơn. Hãy nâng cấp đi nào. Go, nâng cấp. Oh my god. Một chiếc thuyền cá mập các bạn ơi. Có lẽ đây là một chiếc siêu thuyền rồi. Để xem nó có chức năng gì nào. Chúng ta có chức năng gì ở đây nào. Oh my god, bay rồi. Chắc chắn là nó có thể bay các bạn ơi. Vượt qua được không? Yes, chắc chắn là có thể vượt qua đường dốc rồi các bạn ơi. Và để xem nó có chức năng gì không nào. Ui, nó có thể bắn ra tên lửa các bạn ơi. Oh my god. Ui trời ơi, bay luôn. Chúng ta đang bay vào thành phố rồi. Hãy tấn công thành phố với chiếc siêu thuyền này đi nào. Oh my god. Bắn đi. Đừng. No, đừng rơi xuống. No. Oh my god. Không sao hết, tiếp tục bay lên. Ui, cái gì đây? Nổ cái gì đây? Oh my god, lên. Oh my god. Ui trời ơi, nổ cái gì đây? Oh no, đừng. Trời ơi, nổ. Ui trời ơi, cháy rồi mà vẫn có thể bay được. Quá tuyệt vời. Ui, vẫn bắn ra tên lửa được. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Đây đúng là một chiếc siêu thuyền rồi. Được rồi, chúng ta hãy trở lại. Chúng ta hãy mang nó về với biển cả nó các bạn ơi. Quá đỉnh cao luôn. Quá tuyệt vời luôn. Ui, hết cháy rồi. Ok, đây chính là một chiếc siêu thuyền các bạn ơi. Nó kinh khủng thực sự. Một chiếc thuyền bay trên không. Hãy hạ cánh đi nào. Oh my god. Ok, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy siêu thuyền rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy đăng ký để chúng ta tiếp tục nâng cấp nào.